Trong video này sẽ hướng dẫn anh chị các thao tác xem báo cáo trên giao diện desktop. Để hiệu quả trong việc quản lý thì Vietcat cho ra nhiều loại báo cáo chi tiết. Để xem các loại báo cáo, anh chị chọn báo cáo trong phần quản lý. Nếu muốn xem doanh thu, doanh số của quán, anh chị chọn báo cáo doanh số, doanh thu. Trong báo cáo doanh số, doanh thu, anh chị có thể xem theo ngày, tháng, năm. Ngoài ra có thể đổi dạng biểu đồ và tải báo cáo này xuống. Nếu anh chị có nhiều chi nhánh hoạt động và muốn so sánh giữa chi nhánh thì chọn báo cáo so sánh các chi nhánh. Trong báo cáo so sánh các chi nhánh, anh chị có thể xem doanh số hoặc doanh thu giữa các chi nhánh với nhau theo dạng biểu đồ và khoảng thời gian đã chọn. Để biết món ăn hoặc thực đơn nào bán chạy, anh chị chọn lần lượt báo cáo món ăn bán chạy và thực đơn bán chạy để xem. Trong báo cáo món ăn bán chạy, anh chị cũng xem được doanh thu, số lượng món ăn bán chạy trong khoảng thời gian đã chọn. Trong báo cáo thực đơn bán chạy, cách xem cũng tương tự. Để xem doanh số danh mục, anh chị chọn báo cáo doanh số danh mục. Trong báo cáo doanh số danh mục, anh chị thay đổi được báo cáo dạng danh sách hoặc biểu đồ tròn nếu như chọn tất cả danh mục và khoảng thời gian đã chọn. Ngoài ra, để xem chi tiết danh mục, nhấn vào danh mục đó, trong đây sẽ hiển thị các món ăn thuộc danh mục này, nhấn vào dấu cộng để sổ danh sách. Để xem doanh số của khách hàng, chọn báo cáo doanh số khách hàng. Cách xem báo cáo này cũng tương tự như báo cáo doanh số danh mục. Để xem doanh số của dịch vụ, anh chị chọn báo cáo doanh số dịch vụ, cách xem cũng tương tự. Để xem doanh số của sản phẩm, chọn doanh số sản phẩm. Để xem doanh số của nhân viên bán hàng, chọn báo cáo doanh số nhân viên. Để xem doanh số của món ăn, anh chị chọn báo cáo doanh số món ăn. Để xem doanh số của nguyên liệu, anh chị chọn báo cáo doanh số nguyên liệu. Để xem doanh số của món ăn phụ, chọn báo cáo doanh số món phụ. Để xem doanh số combo món ăn, chọn báo cáo doanh số combo. Để xem doanh số theo bàn ăn, chọn báo cáo doanh số bàn. Để xem doanh số theo khu vực, chọn báo cáo doanh số khu vực. Để xem báo cáo những nguyên liệu sắp hết, anh chị chọn báo cáo nguyên liệu sắp hết hàng. Trong báo cáo này, anh chị có thể phân loại xem giữa nguyên liệu sắp hết và nguyên liệu đã hết. Để quản lý hàng hóa nhập, xuất trong kỳ và tồn cuối kỳ, chọn báo cáo nhập xuất tồn. Anh chị phân loại giữa xuất nhập hàng và xuất nhập tồn để xem các sản phẩm, nguyên liệu, để quản lý hàng hóa hay nguyên liệu đã trả, chọn báo cáo nhập xuất trả.